Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn nghe thêm một câu truyện ngắn của tác giả Uyên Sơn với tựa đề là Người điên ở ngã tư cầu Kinh Cục. Từ ngã ba Cần Thơ đi vào trung tâm thị xã Vĩnh Long phải qua một cây cầu bê tông cốt sắt có độ dốc rất cao. Đó là cầu lộ. Với hai hàng cột đèn hai bên và thành cầu cũng bằng xi măng được chạm trổ hoa văn với những hình thái kiểu Âu Châu. Vừa qua cầu, nếu chạy thẳng sẽ vào chợ Vĩnh Long, nếu vừa đổ dốc cầu, gạo phải độ 100 thước, sẽ gặp ngã tư cầu Kinh Cục. Là một cây cầu sắt song song với cầu lộ, xuyên qua một con kinh lớn nối liền với sông Cái Tiền Giang. Xóm cầu Kinh Cục là một khu đông đúc dân cư, bên này đầu cầu, ngay ngã tư là thánh thất cao đài Vĩnh Long, uy nga tráng lệ. Dọc theo hai bên đường là nhà cửa san sát đẹp đẽ khang trang. Những quán ăn, quán cà phê chung quanh ngã tư tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Riêng mỗi sáng sớm đến 9-10 giờ, bên kia đường dọc theo hàng rào của cái villa xưa, một chợ chồm hổm, đông nghịt người làm xôn xao đoạn đường mỗi buổi sáng. Bên kia cầu Kinh Cục là những nhóm nhà san sát dọc theo nhiều con đường trắng xi măng ngoằn ngoèo dài hun hút vào những miếng vườn cây trái xanh Người dân Vĩnh Long vẫn thường nhắc đến câu vè là dốc nào cao bằng dốc cầu lộ, gái nào ngộ bằng gái cầu kinh. Điều đó quả thật không ngoa một chút nào, vì cứ mỗi buổi sáng ngồi trong quán cà phê tại ngã tư nhìn ra hàng hàng lớp lớp những chiếc áo dài trắng phất phơ trong gió sớm của các nữ sinh ửng hồng đôi má từ cầu Kinh Cục tuôn ra đường cái để đến các trường Tống Phước Hiệp, Bán Công Long Hồ, Tư Thục Nguyễn Trường Tộ đã khiến những chàng thanh niên lữ thứ phải ngẩn ngơ. Cũng tại ngã tư cầu Kinh Cục này, vào năm Mậu Thân, đã xảy ra cuộc án chiến đẫm máu của tiểu đoàn 43 biệt động quân cùng với chi đoàn ba thiết quân vận. Khi Việt Cộng lợi dụng những khu vườn sầm uất xâm nhập vào thị xã Vĩnh Long xuyên qua cầu Kinh Cục, lúc Việt Cộng bị đánh đuổi hoàn toàn ra khỏi thị xã thì xóm ngã tư cầu Kinh Cục cũng bị thiêu rụi sạch. Tuy nhiên chỉ một vài tháng sau, nhà cửa mới toanh lại mọc lên san sát đẹp đẽ hơn trước. Nhưng đó là khung cảnh của những ngày trước tháng 4 năm 1975. Sau ngày miền Nam lọt vào tay quân Cộng sản, thị xã Vĩnh Long cũng giống như tất cả các thành phố tỉnh lỵ khác trong cả nước đã trở nên tiêu điều hoang vắng, và xóm ngã tư cầu Kinh Cục không thoát khỏi cảnh tang thương đó. Thánh thất cao đài uy nga tráng lệ ngày nào giờ đóng cửa im ỉm, không còn những ngày lễ lộc nhộn nhịp với những chiếc áo dài màu trắng truyền thống tam kỳ phổ độ của các chức sắc và đồng bào bổn đạo. Các quán cà phê hai bên ngã tư chỉ còn trơ lại những mái che trống lỗng, lạnh tanh, chợ chồm hổm bao nhiêu năm trời nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng ngay ngã tư cầu Kinh Cục giờ đã bị chính quyền Cộng sản giải tán, cấm họp chợ. Riêng dân chúng tại các dãy nhà quây quần chung quanh ngã tư và dọc theo hai con đường trải dài xuống trường tiểu học tỉnh lỵ, lớp chồng con bị tập trung đi cải tạo, lớp tự động dọn về quê cũ làm ruộng làm vườn để tránh bị dòm ngó. Một số khác thoát đi ra được nước ngoài nên nhà cửa bị tịch thu niêm phong kín mít, tạo nên một quang cảnh vắng vẻ quạnh hiu. Đặc biệt trên con đường ngắn khoảng 200 thước từ dốc cầu lộ rẽ phải xuống cầu Kinh Cục, bên phải con đường chỉ cách mé nước có vài ba thước, bên trái là khoảng đất trống dọc theo hàng rào của tòa giám mục Vĩnh Long thuở nào giờ mọc lên những mái chòi san sát, có cái lợp lá, có cái lợp bằng những tấm cạc tông phế thải. Vách chòi được bao che chung quanh bằng bất cứ vật liệu nào tìm được, từ miếng thiếp cắt ra từ cái thùng dầu lửa hiệu con gà cho đến miếng ván thông bể nứt, từ tấm ni lông phủ nắp bàn hình caro trắng đỏ rách tả tơi cho đến những mảng giấy xi măng móc meo bạc thớt. Từ trên cầu lộ nhìn xéo xuống, những mái chòi này giống như những bức tranh tập thể Picasso. Chủ những căn nhà này phần đông là lính tráng thương phế binh của chế độ cũ.
nghèo tận mạng không có mộ tấc đất để cắm dùi. Sau ngày tan hàng rã ngũ, quy tụ về đây dựng lên mấy căn chòi này để vợ con trú ngụ qua ngày. Công an khu vực thì bận lo những chuyện lớn như kiểm kê nhà cửa bị tịch thu hoặc cùng với cán bộ thuế vụ đóng chốt ở các điểm thu thuế để kiếm ăn, nên cũng làm ngơ luôn cho những chòi cất ven mé lộ này. Ban ngày kẻ chạy xe ôm xe lôi, người thì đi khuân vác mướn, chiều về quây quần bên chén rượu trắng để quên cuộc đổi đời. Trong số những người cư ngụ trong các mái chòi tả tơi này, có vợ chồng tư lắm với lũ con bốn đứa. Nghèo tận mạng như vậy mà con cứ đều đều 2 năm ra một đứa, hai đứa lớn đẻ trước năm 75, lúc còn làm lính của trung đoàn 16, đóng ở ngã tư Long Hồ. Hai đứa kế đẻ ra sau ngày rã ngũ, và bây giờ vợ mang bầu đứa thứ năm. Khác với những người trong xóm chòi này, tư lắm không làm nghề chạy xe ôm hay khuân vác, mà là sửa vá ruột xe, vì chân phải bị thương một lần nên yếu nhớ. Không biết được truyền dạy hồi nào mà tư lắm tỏ ra thành thạo việc vá ruột xe đạp, xe ba bánh, xe Honda với đồ nghề không thiếu một món. Nào là một đầu bích tông, máy xe hơi phế thải to bằng cái chén nhỏ. Bên trong để mấy cục than hồng cháy đỏ rực, dùng để ép miếng cao su vào ruột xe đã được vá đắp. Mấy khúc cây tròn dùng để quấn giấy nhám chà cạo ruột xe, một cái kéo để cắt cao su, mấy que sắt đầu được đập dẹp lắng bóng dùng để cạy vỏ xe, một cái ống bơm tay được dựng đứng trong một cái hộp bằng cây, vài lon sữa bò đựng keo để dán cao su, và chót hết là một cái thau nhôm móp méo đựng đầy nước dùng để nhúng ruột xe vào thử tìm chỗ thủng. Tư lắm cũng không quên viết nắn nót bằng dầu hắt đen ngòm trên miếng giấy cạc tông cứng dựng vào vách hàng rào trước tòa giám mục Vĩnh Long, mà lề đường đã bị tư lắm chiếm ngụ làm chỗ vá ruột xe hai hàng chữ ngắn nhưng đầy vần điệu: vá ép ruột xe, bơm e miễn phí. Chính cái bảng hiệu khó hiểu này đã mang đến cho tư lắm nhiều khách hàng bất chợt. Vá ép ruột xe thì ai cũng biết, còn bơm e miễn phí thì hơi khó hiểu. Có lần một cậu học trò dừng xe đạp lại hỏi: bơm e là bơm cái giống gì vậy chú? Trời đất, mày là học trò mà không biết e là gì hả mày? E là hơi, là không khí đó, tiếng Anh mà mày. Thằng nhỏ học trò nhảy xuống khỏi xe: tôi chạy mặt chú luôn. Rồi vừa cười vừa đẩy chiếc xe đạp lên lề, tự động lấy ống bơm gắn vào bánh xe, rồi hì hục bơm hai bánh xe đang xẹp lép. Xong móc túi lấy ra một đồng bạc thảy cho tư lắm, đoạn nhảy lên xe dông mất. Kể ra thì cuộc đời trước đây của tư lắm cũng không đến nỗi hắc ám lắm. 18 tuổi đăng lính trung đoàn 16 bộ binh ở ngã tư Long Hồ, đánh đấm được vài trận thì bị thương chân mặt, nên được xếp loại 2, chữ nghĩa cũng khá nên được chọn phục vụ tại hậu cứ trung đoàn trong ban tiếp liệu. Dần già cũng lên đến lon hạ sĩ nhất, được cấp một căn nhà nhỏ trong trại gia binh, hàng ngày đi bộ đến bộ chỉ huy trung đoàn làm việc như một công chức. Rồi ngày 30 tháng 4 ập đến, bộ đội Việt Cộng vào tiếp thu trung đoàn, vợ con lính trắng trong trại gia binh bị đuổi ra đường sạch bách. Người nào nhanh tay còn quơ quào chút đỉnh của cải, kẻ chậm tay ra khỏi nhà tay không với bộ quần áo dính người. Trong số này có vợ chồng tư lắm, vì mãi lo dìu dắt hai đứa con, đứa vừa đi chập chững, đứa còn bồng trên tay. Đã bảo số tư lắm không đến nỗi đen đủi cho lắm, nên qua mấy tuần lễ đầu lang thang lết hết dưới các mái hiên ngoài phố chợ Vĩnh Long, tư lắm được vài người bạn chỉ cho chỗ cắm dùi dưới gốc cầu lộ. Thế là mái chòi của tư lắm mọc lên cùng với vài người đồng cảnh ngộ khác. Có nơi an cư cho vợ con rồi, tư lắm bung ra làm đủ nghề, xuống giang cảnh Vĩnh Long làm phu bốc vác. Được vài tháng cả chân bị thương hồi trước hành đau quá chịu không nổi,
vì vai vác nặng mà hai chân cứ phải bước nhún nhảy trên mấy miếng ván mỏng manh bắt từ trên bờ xuống các ghe chài của hợp tác xã thương nghiệp. Tư lắm bèn đổi qua chạy xe đạp ôm, tương đối nhẹ hơn, nhưng người đạp xe thì nhiều mà khách hàng thì vắng hoe, nên chạy được vài tháng đành phải giải nghệ vì không đủ gạo nấu cháo cho các con và bo bo cho vợ chồng Tư lắm. Cũng may trong lúc nguy ngặt thì gặp được một thằng bạn cùng ở chung trung đoàn 16 trước khi đang có một lều vá ruột xe bên kia chợ Cầu Lầu. Thế là Tư lắm bèn thọ giáo và được chuyển sang đám số chuyên nghiệp là vá đắp ruột xe. Kể ra nghề vá ruột xe này Tư lắm cũng nhuyễn tay lắm, cho nên ngày nào cũng kiếm được đủ hai bữa cơm cho người vợ đang mang bầu với bốn đứa con nhỏ. Bữa nào kiếm được khá, Tư lắm mò xuống chợ chiều Vĩnh Long mua thêm chút đỉnh thịt cá về cho vợ con. Khi nhìn thấy vợ và các con mừng vui ăn uống ngon lành khi có được thịt cá, Tư lắm rớt nước mắt. Nhớ lại ngày nào, dù lương lính chớ chưa lần nào để vợ con phải thèm thác món gì, bây giờ ăn được miếng thịt giống như được ăn cục vàng. Tuy nhiên, những lúc như vậy, Tư lắm thấy cuộc đời của mình cũng chưa đến nỗi bi thảm như những người khác. Chẳng hạn như gia đình của các sĩ quan trong trung đoàn, kẻ thì chồng bị tù đày ra Trung, ra Bắc, kẻ thì bị tịch thu nhà cửa đuổi đi vùng kinh tế mới. Bi thảm còn gấp ngàn lần hơn vợ chồng Tư lắm. Chiều nay thứ bảy, kiểm điểm lại cả ngày, hì hục, vá đắp ruột xe, Tư lắm mở cờ trong bụng vì đếm được trên 20 đồng. Dọn đồ nghề về nhà sớm, Tư lắm làm mặt tỉnh bảo vợ. Má nó nấu cơm trước đi, tôi chạy xuống chợ chút xíu, về liền. Vợ Tư lắm cằn nhằn. Cả ngày làm cực nhọc không lo tắm rửa rồi cơm nước nghỉ ngơi, còn chạy đi đâu xuống chợ vậy? Ê, có chuyện mà, má nó và sắp nhỏ chờ tôi về ăn cơm nha. Nói xong Tư lắm nhảy thót lên chiếc xe đạp đèn móc trùi lủi dùng để chạy xe đạp ôm ngày nào, thả dốc cầu lộ chạy một mạch xuống chợ Vĩnh Long. Trên đường trở về nhà, trên cái ghi đông xe đạp của Tư lắm có treo toàn ten một gói bằng lá chuối bóng ngời được cột chéo cẩn thận, và phía sau túi quần xà lõn của Tư lắm ló ra một chai xá xị với màu nước đục đục hồng hồng. Gói xá xíu với chai rượu nếp than. Bữa cơm chiều được vợ Tư lắm ì ạch với cái bụng bầu, dọn ra thêm một cái mâm bằng miếng ván thông thùng đạn pháo binh ghép lại, đặt trên một manh chiếu rách trải trên nền đất phẳng lì bên hông căn chòi. Gió từ bờ kinh phía cầu lộ nhẹ nhẹ thổi, Tư lắm cảm thấy sảng khoái trong người khi nhìn đàn con bốn đứa đang quây quần bên mâm cơm với vẻ mặt rạng rỡ. Cầm chai rượu nếp than, rót ra một cái ly nhỏ, Tư lắm nói như reo vui. Mấy mẹ con, tụi bay ăn cơm với xá xíu trước cho nó đã, còn nồi các kho khô với rau muống luộc, ăn sao? Vợ Tư lắm đang bới cơm ra chén cho các con, nghe chồng nói ngẩng lên nhìn. Bộ bữa nay đắt lắm hay sao mà ông xài sang quá vậy? Nhấm nháp ly rượu nếp than, Tư lắm hãnh diện nói. 15 đồng, nửa ký lô đó, lâu lâu cho em và mấy con ăn thả cửa. Vợ Tư lắm gắp từng miếng xá xíu đỏ au bỏ vào chén của từng đứa con một, kèm theo vài miếng dưa leo sắc xéo, chan lên tí nước tương rồi phân phối cho mỗi đứa. Các đứa con Tư lắm hối hả bưng chén cơm lên ăn ngon lành. Nhìn sang tô cơm của chồng, vợ Tư lắm giục. Ông ăn đi, kẻo cơm nguội hết mất ngon. Tư lắm nhìn vợ cảm động. Má nó ăn đi cho có sức, còn nuôi đứa nhỏ trong bụng nữa. Nhìn em và các con ngày nào cũng cá linh kho với rau muống luộc hoài, lòng tôi đứt từng khúc ruột, nhưng biết làm sao hơn. Lại trời Phật ông bà phù hộ cho tôi ngày nào cũng kiếm được kha khá như bữa nay để bồi dưỡng cho em và các con, cũng như để dành chút đỉnh cho em sinh nở. Vợ Tư lắm nhìn chồng an ủi. Thế kệ, đừng lo gì ông, miễn ngày nào cũng có hai bữa cơm rau là được rồi. Trời sinh voi sinh cỏ, chừng nào ra tháng cứng cáp,
Tôi cũng kiếm gì mua bán chút đỉnh phụ với ông. Từ lấm nhấm thêm chút rượu, nhìn xuống mặt nước dưới kinh cầu lộ đang gợn sóng lăn tăn dưới những tia nắng chiều tà rồi mơ màng. Nhớ lúc còn ở trại gia binh trung đoàn ở Long Hồ, mỗi lần đẻ thêm một đứa con lại được lãnh thêm 1.200 đồng tiền hồi đó. Thật đỡ biết bao nhiêu. Cỡ lon hạ sĩ nhất như tôi, một vợ với lại 5 con, lãnh lương còn hơn ông trung úy độc thân nữa chứ ít ỏi gì. Tư lắm nói tiếp trong tiếng cười buồn. Còn bây giờ, càng đẻ nhiều càng ba thở, nội chạy gạo với bo bo cũng đủ hụt hơi, còn nói chi đến thịt thà cá mắm nữa. Đúng là một cuộc đổi đời, bởi vậy bữa nào kiếm được miếng ăn ngon cho em và mấy con, lòng tôi sung sướng biết bao. Nhìn em và các con ăn, tôi cũng thấy no rồi. Vợ Tư Lánh vừa ăn vừa mắng yêu chồng. Thôi đi, cứ ngồi nhắc lại chuyện xưa tích cũ hoài, không lo ăn uống, tô cơm nguội lạnh hết trơn rồi kìa. Tư Lánh cười giòn. Ừ thì ăn, nhưng em cũng để tôi nhắc lại chuyện cũ cho đỡ ức lòng. Chớ từ ngày cái tụi đầu trâu mặt ngựa ăn cướp cạn này vô đây, dân mình khổ với tụi nó quá rồi. Tư Lánh rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay vợ. Bởi vậy, thấy mấy mẹ con đói khát, tôi tội nghiệp em và các con biết bao nhiêu. Tư Lánh vừa dứt lời, bỗng từ hướng cầu kinh cục vang lên những tiếng nổ chát chúa của nhiều loạt đạn AK. Tư Lánh vụt đứng dậy, giáo giác nhìn về hướng đó. Chưa được một giây sau, một bóng người chạy vút ngang qua trước căn chòi của Tư Lánh rồi quẹo trái ngược lên dốc cầu lộ. Phía sau, bóng người đang chạy khoảng 50 thước là hai người lính công an mặc áo vàng với hai khẩu AK-47 cầm tay, vừa chạy rượt theo vừa la. Thằng phản động, thằng phản động, bắt nó, bắt nó! Khi thấy bóng người chạy trước, vừa ngược lên dốc cầu, một trong hai người công an bấm cò rê một loạt đạn, kéo lên hướng cầu lộ đang rộn rịp người qua lại, dưới ánh đèn vừa sáng lên. Bỗng vợ Tư Lánh ngã úp mặt xuống mâm cơm thét lên. Chết tôi rồi mình ơi, các con ơi! Màn đêm phủ xuống rất nhanh, những tia nắng cuối cùng mới đó còn chiếu lung linh xuống mặt nước đang gợn sóng lăn tăn, đã từ từ tắt ngấm từ hồi nào, nhường lại cho bóng tối, lan tỏa mênh mông. Tiếng la khóc thảm thiết của bầy con vừa mất mẹ, tiếng tru rống kinh hoàng của người chồng vừa mất vợ và mất đứa con trong bụng mẹ bởi làn đạn ác nghiệt của người lính công an, cộng với tiếng xì xào bàn tán, tiếng nghiến răng nguyền rủa của bà con xóm ngã tư cầu kinh cục đang tuôn ra, đang bu kín cả dãy chòi dưới dốc cầu lộ cùng với bóng đêm chập choạng, đã tạo ra một khúc nhạc hỗn độn ghê rợn như phát ra từ chính tầng địa ngục. Ông Hồ ơi là ông Hồ, ông sống dậy để coi lính ông giết vợ con tôi nè, trời ơi là trời, vợ con tôi đâu rồi? Ông Thiệu ơi là ông Thiệu, ông Kỳ ơi là ông Kỳ, mấy ông về đây để coi người ta giết vợ con của lính của ông nè, vợ con tôi đâu rồi, trời ơi là trời. Cái điệp khúc thê thảm đó được Tư Lắm lặp đi lặp lại từ sáng đến chiều với khuôn mặt hốc hác râu ria lổm chổm, ràn rụa nước mắt, đang ngồi bệt dưới đất trước căn chòi, hai tay khư khư ôm mặt 4 đứa con nhỏ vừa mất mẹ mất em. Bà con lối xóm thay phiên nhau đến dẫn 4 đứa bé đưa xuống bờ kinh tắm rửa thay quần áo rồi cho ăn uống, xong vẫn trả lại cho Tư Lắm. Tư Lắm lại ôm 4 đứa con vào lòng rồi tiếp tục kêu gào thảm thiết. Khi đêm đến, Tư Lắm không còn ở trước căn chòi nữa, mà dẫn 4 đứa con lại cái sạp gỗ trong quán cà phê đã đóng cửa bỏ trống ngay trước đầu cầu kinh cục. Sau khi để mấy đứa con nằm chung quanh, Tư Lắm lại bắt đầu la rống lên như muốn thấu tận đến trời xanh. Ông Hồ ơi là ông Hồ, lính ông giết vợ con tôi rồi, vợ con tôi đâu rồi, trời ơi là trời. Ông Thiệu ơi là ông Thiệu, ông Kỳ ơi là ông Kỳ, lính ông bị người ta giết vợ con rồi, vợ con tôi đâu rồi, trời ơi là trời. Cả xóm cầu kinh cục lắc đầu buồn bã bảo nhau, tội nghiệp thằng Tư Lắm điên luôn rồi. Bỗng một đêm,
Người dân xóm cầu kinh cục chờ hoài vẫn không nghe tiếng rên la của Tư Lắm như mọi khi. Có người tò mò mở cửa đi bộ lại quán cà phê, các sạp gỗ, năm cha con Tư Lắm chiếm ngụ hàng đêm nay bỏ trống, đi ngược lại dốc cầu lộ nhìn vào căn chòi lạnh tanh. Có người nói, lúc chạng vạng tối, thấy có một chiếc xe bít bùng của công an đậu trước căn chòi của Tư Lắm, chừng vài phút rồi vọt lẹ về hướng cầu lộ. Năm cha con Tư Lắm đã biệt vô âm tín, nhưng thỉnh thoảng trong những đêm trường tĩnh mịch, người dân xóm, ngã tư cầu kinh cục, như còn nghe văng vẳng tiếng kêu gào thảm thiết của Tư Lắm, vừa tan loãng trong bóng tối mênh mang. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe xong câu chuyện của tác giả Uyên Sơn. Xin kính chào tạm biệt.